Về mặt thiết kế, Oppo Find N đối với Samsung Galaxy Z Fold 3. Oppo đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm smartphone màn hình gập thế hệ đầu tiên với tên gọi Oppo Find N. Oppo Find N sở hữu thiết kế ngắn hơn so với Galaxy Z Fold 3, điều này đến từ triết lý thiết kế mới để thuận lợi cho khả năng sử dụng một tay với ba màu chính là đen, trắng và tím. Màn hình trước của Oppo Find N có kích thước 5,49 inch, tỷ lệ 18:9, tạo cảm giác hơi lùn. Đổi lại nó sẽ dễ thao tác bằng một tay hơn. Đây cũng là màn hình OLED cao cấp với camera dạng đục lỗ. Oppo Find N trông khá lớn khi cầm trên tay, nhưng không hề gây ra cảm giác bị to quá trong hình bàn tay của người cầm không hề quá lớn. Oppo gọi thiết kế này là tỷ lệ gập vàng. Tính đến trải nghiệm sử dụng cả màn hình trong và ngoài. Hệ thống bản lề Seiko của Oppo Find N được quảng bá là sẽ không gây ra tình trạng nếp nhăn bên trong. Oppo đã áp dụng công nghệ bản lề gập hình giọt nước giúp hai nửa gập khít vào nhau và không khiến nếp nhăn hình thành ở vị trí giữa cạnh viền của máy được bo cong và có nút khóa kiêm cảm biến vân tay phía trên. Trong khi đó phía còn lại là nút tăng giảm âm lượng. Khi mở ra, màn hình chính của Oppo Find N sẽ có kích thước 7,1 inch, tỷ lệ 8,49. Đây là màn hình LTPO giúp tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn giữ những tính năng như màn hình OLED. Camera trước của màn hình chính cũng là dạng đục lỗ nhưng đặt lệch trái. Samsung Galaxy Z Fold 3 dùng công nghệ camera ẩn dưới màn hình tiên tiến hơn. Khả năng thể hiện hình ảnh của Oppo Find N khá thích mắt. Màu sắc được thể hiện rực rỡ và đúng như quảng cáo. Nếp nhăn ở giữa rất ít, mặc dù vậy điều này cần được đánh giá trong lâu dài. Về sức mạnh phần cứng, Oppo Find N sử dụng chip Snapdragon 888 và 2 tùy chọn RAM, bộ nhớ trong là RAM 8GB, 256GB hoặc 12GB, 512GB. Đánh giá chi tiết hiệu năng của Oppo Find N sẽ sớm xuất hiện. Bước đi rất táo bạo của Oppo vào phân khúc smartphone màn hình gập nhằm cạnh tranh với sự thống trị Samsung Galaxy Z Fold 3. Hãy cùng trên tay nhanh chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Oppo. Đáng chú ý nó có giá khởi điểm từ 7.699 NDT, khoảng 27.8 triệu đồng. Đây là một mức giá rất cạnh tranh nếu so với giá 41.9 triệu đồng của Galaxy Z Fold 3. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.